Trong vòng 60 năm qua, nước ta ghi nhận sự cải thiện đáng kể về tuổi thọ bình quân của toàn dân. Tuy nhiên, số năm khỏe mạnh lại không thay đổi. Một sức khỏe tốt không thể có được tức thời mà là kết quả của một quá trình tích lũy theo thời gian. Những thói quen sống lành mạnh như tập thể dục đều đặn, ăn uống khoa học có tác động tích cực vô cùng đáng kể đến chất lượng sống về sau, không chỉ giúp mọi người sống lâu hơn mà còn sống trong sự khỏe mạnh và niềm vui. 15 năm gắn bó với việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người Việt, California Fitness and Yoga nhận thấy một đời sống khỏe được phát triển dựa trên 4 nền tảng: vận động, dinh dưỡng, niềm vui và kết nối. Do đó, chúng tôi tổ chức California Fitness Festival là một mở màn hoàn hảo cho chiến dịch Một Đời Sống Khỏe. Bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm các lớp yoga, zumba, body combat ngoài trời. Và đặc biệt nhất là chúng tôi có một đường chạy bong bóng 5 cây số lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Về mặt giải trí, khán giả sẽ được xem trực tiếp giải đấu võ thuật chuyên nghiệp All Star Fight cùng với đêm nhạc, sự xuất hiện của các ngôi sao như là Hiếu Thứ Hai, Tờ Linh, Andre Dryhand, Chili. Thông qua sự kiện này, hy vọng rằng là chúng ta sẽ có thời gian kết nối với nhau, tạo nên những kỷ niệm đẹp cùng với người thân, gia đình, bạn bè. Và đó chính là một đời sống khỏe. Đã gắn bó với California Fitness cũng rất là nhiều năm rồi, nhưng mà sự kiện lần này Một Đời Sống Khỏe thực sự là một sự kiện mà Vinh rất là trông đợi, và Vinh cảm thấy wow, chắc là sự kiện hoành tráng nhất từ đó đến giờ của California. Cái hạng mục mà Nhất cũng sẽ tham gia đó là thi đấu võ thuật, và mong rằng mọi người sẽ có thể sử dụng võ thuật như một bộ môn thể dục thể thao hàng ngày. Và bên cạnh đó thì mỗi người mình sẽ chọn lựa một cái môn thể dục thể thao yêu thích của mình và sẽ rèn luyện nó để có một đời sống khỏe. Khi mà Hen nghe câu đó thì Hen nghĩ rằng là đúng, cuộc sống của chúng ta phải chân thật, phải tận hưởng, nhưng mà phải biết là kiểm soát cái nào để tốt cho chúng ta, tại vì chúng ta sống cần phải có lộ trình dài và bền vững. Và Hen rất là yêu tất cả các dự án và định hướng của Cali, luôn muốn cho tất cả mọi người khỏe, cả mọi người có thể tập luyện để cho một cái sức khỏe tốt và cho người Việt của chúng ta có cái sức khỏe càng ngày càng tốt hơn. Một đời sống khỏe chắc chắn là ước mơ của rất nhiều người trong xã hội hiện đại ngày nay, và đội ngũ HTV cũng luôn mong muốn truyền tải thông điệp giá trị, ý nghĩa của cuộc sống đến với khán giả truyền hình. Bên cạnh sự kiện Fitness Festival, HTV sẽ tiếp tục lan tỏa một đời sống khỏe qua nhiều chương trình đồng hành, kiến tạo những sân chơi tích cực, truyền cảm hứng để thúc đẩy việc tập luyện ở mọi lứa tuổi, kết nối những cá nhân đam mê vận động cùng nhau tận hưởng niềm vui. California Fitness Festival diễn ra vào ngày 14 tháng 10 và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh HTV Thể thao và các hạ tầng mạng xã hội của HTV.